chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi thảm chơi, đi hot lake, nướng barbecue. Hôm nay mình muốn thật. Tự nhỏ lên sớm mũi quá. Tại vì nhà tôi cây có nhiều lắm, tôi bẻ mấy cái nhánh khô. Nhưng mà lâu, nếu mà có thì nó bắt đầu á. Có lấy ông hút không? Lấy cái ông hút để vô. Sao ấy chứ cái miệng nó ly nó bự quá khó uống. Hút nó không ngon. Uống vậy nó ngon. Bia đâu uống đâu. Ngoài uống có nhiều tao uống bia cái rột cái để uống vô cái rột cái ngon lành. Ba đại gia đang ngồi. Hello. Happy holiday. Happy Labor Day. Bên đây Labor Day gia đình mình đi đi park chơi. Mình mới về nhà. Chủ nhật. Ngày mai thứ hai lễ Labor Day quốc tế của lao động của nước Mỹ. Em đã tổ chức đi mấy cái gia đình gần cái nhà mình xem. Vậy thứ nhất là quay nào. Gọi cô bò bía nè. Gọi có hả? Có tái chanh gì không? Mì xào, bò nướng. Bò nướng. Gọi xôi lạc xưởng. Tôm xào. Cho cái gì? Càng cô à. Cô rồi. Cái gì ạ? Con gì ạ? Đang nướng thịt bạn ơi. Đây thịt đây. Ủa sáng giờ hết bực thang mẹ ơi. Ủa? Đâu có sợ đâu. Nói hoài. Nói xấu rồi. Có gì vậy? Không có gì. Không nghĩ được rồi chị Thu. Có cầm cây nướng không? Mới quan trọng hả? Không có là cây đũa thôi. Cái nhà đây nướng chị nè. Chị cũng đem nhà cũng đem đó. Thấy không? Ta có tên máu xì máu không? Ta đem theo giấy bạc. Xì máu thì nó đổ cái nào? Xì máu. Why they're blowing all the smoke in there? Giờ ta đi thoát rồi kìa. Kiếm cái giỏi cái nửa răng vậy không? Rồi này đi rồi mốt biết rồi đó. Không, đem đồ nghề theo nè, giỏng viết đồ vô. Ở đây gần đi ra xa. Đúng rồi. Lũng bụng rồi đi lên. Dạ. Mình quên đem cây vui ha. Quà vui đó hả? Oh, for meatballs. Ủa, nó cái này bỏ lên vậy? Lấy một giấy để ăn. Còn mà anh này có rồi sáng nãy giờ nướng được gì rồi? Nướng được gì rồi? Sausage. Wow. Meatball. Wow, ngon quá ta. Bây giờ nướng thịt bò. Nướng thịt bò. Nhiều quá hả? Quá wow, trời. Sắp hết rồi. Sò này bự ha. That needs some flavoring. Should I put some more sauce on it? I think it's nhạc rồi, nó không work đâu á. You quay à? Giờ quay rồi đó. Hello. Hello. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Cheers. 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 Happy Labor Day. Cheers. Mình đang ở Park Lekanier. Family, mấy family. Có Park bữa nay Labor Day có Park Lekanier đẹp ha. Đẹp lắm cái nhà ơi, cái nhà cái phố này đẹp yên tĩnh nữa mà cái phố của mình ở đây nhiều cái này kia bằng ghế gì đây? Cái chòi nó rộng coi nó bự nè. Resort phát. Kêu là resort giống như hotel. Cái resort mấy cái resort ha. Nè cái chòi mỗi người mỗi chỗ ai muốn cái này không có tiền bạc gì hết nha. Tới là mình picnic hay là cái gì đó không có tiền bạc gì hết mà cái trò ở đây rộng bự nữa. Bạn
đi sớm à. Ờ, à, mình lấy chỗ. Chứ còn nếu đi xa trễ là không có, không có chỗ phải ngồi ngoài trời. Oh, wow, đã mình đi vòng vòng cho cả nhà mình xem. 7 giờ mở cửa, 7 giờ Phật mở cửa. Tới 10 giờ. Nhưng mà mình phải đi 6 giờ lên đây. How you doing? Chị. Ăn xong giờ ngủ rồi. Ôi, làm bài rồi, ok. Chuyên về ngủ rồi, chuyên mệt rồi. Làm bài, xong bài. Nguyên cảnh đó, 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 cảnh đó. Xong bài mà không thấy tiền đâu hết. Có bà ngoại nè, bà ngoại ăn, bà ngoại mệt, bà ngoại ngủ trước. Bà ngoại, ăn đi. Thôi, có chịu quá, rồi vậy, ai uống cho, biết cho. Wow. Dạ. Đồ ăn này nhiều lắm. Cũng vậy, bên cũng vợ. Dì Hấu đi. Cũng chơi qua hết á. Không chơi hết. Dì Hấu ăn đây. Cá nữa. Que dưa hấu. Que dưa hấu. Que. Ở trong xe. Xe nào? Xe này nè. Rồi lấy dưa hấu hả? Đưa đưa Thím Lân. Thím Lân hỏi thì đưa Thím Lân. Thím Lân cắt dưa hấu ra ăn. Tính toán hả? Chưa có dao. Ồ, có dao không? Phải có chứ. Cho cái dĩa luôn. Bây giờ bà ra đồ ăn nữa. Nguyên trái dưa hấu luôn. Rồi sắc cái dưa hấu đưa đỏ không nha kia. Wow, bên kia nó cũng nhộn nhịp dữ á. Học qua cái vụ mà nói chưa là bên kia xin giữ ra đi chơi ngoài chơi mà chơi rồi bỏ rồi xin là giờ. Học tới đâu rồi biết. Wow, okay. Wow, chỉ dưa hấu đỏ, dưa hấu thì không hạt luôn. Dạ, yeah, Mi Quan. Yeah. Mời cả nhà ăn dưa hấu gia đình nhà mình. Wow. Dưa hấu hơi bị ngọt. Ngọt. Để sao giờ trên kia nó tắt nhạc rồi. Ừ. Ăn nấy được rồi. Được không? Ờ, còn nấy trên kia mở nhạc đâu làm được. Đầu óc mình không có chuyên sâu với vấn đề đó. Chơi chơi về cái tội mà quýnh mà gạo tiền vô chương đó là ổng cứ dữ lắm. Wow, dưa hấu ngọt quá. Ngọt lắm. Sắc cho anh Quảng anh Hồng nữa. Đụng tới tiền bạc là vấn đề đó là đụng không cần. Thua, thua ăn thì vui mà thua thì không. Nhất là mấy cái đó máu nó xấu. Cười đó mà đến lúc mà vô phòng rồi là thua là bắt đầu nổi máu lên là ngay với bạn bè nó nhiều cái đụng chạm tờ bạc nóng nóng lại sao biết nó thua đúng không kiểu mà nó dính nói cái gì tờ bạc đó. Để miếng để cầm á. Chơi đó phải là gọi là chơi ăn thua. Để khúc chơi thua mà càng thua thì càng sốt, càng nóng mà càng nóng càng chơi là càng quạo càng. Đếm dĩa cho xuống anh Hùng anh. Wow, giờ em thử miếng. À, đem đi thử. Cảm ơn hai đại gia. Rồi, để anh đánh luôn đi. Đến bàn luôn đi, đến bàn luôn. Rồi, thử đi Kim. Cây xưa dưới quen, cổ dưới.
ngọt, ngọt. Chị Thu vô hấu ngọt à? Ngọt quá, vốn đầu nhậu. Vô khó rồi. Ngon. Vốn đầu nhậu. Có muối ớt nè, ngon lắm. Nô. Giống đầu nhậu nhậu giống đầu bài bạc là cứ ra còn đi. Ngon không? Có rồi á. 5 đồng mà mấy trái. Chạy sắc nửa trái nữa. Vuông hộp quá trời hả? Sắc nửa trái nữa. Đợi chút. Dưa hấu kìa. Rồi rồi rồi, sắc liền, sắc liền. Ồ, dưa hấu ngọt kìa hả? Trái mùa nó ngọt. Để kim ha, no no no. Để kim cắt luôn. Lựa cái trái này không có hột. Nhiều trái nó ngọt hơn nhưng có đường ở chổng luôn á. Thôi thôi, sạch chút đi dạo, không có dầm hồ rồi coi rồi danh ra ngọt hai kiểu ha. Wow. Đơn đi miếng luôn. Dưa hấu ngon lắm cả nhà ơi. À, không được, 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 em được đây. Cái đó, cái đó, nhiều mà. Thì em xin cắt lại cắt mà ăn nhiều mà. Ăn nhiều nhưng mà nó ăn cái. Cắt đi. Ăn con dưa hấu kìa. Dưa hấu đi. Mồi đây đó ăn đi. Đây đây nè, đây nè con. Ok. Em you want some? Chị đưa qua bài bà qua đó, ra qua gia vị nó đi. Cắt hết luôn đi. Cắt luôn cho bà, cho đại tay. Cắt ra nó mới hết chứ không cắt ra để còn hoài. Đổ vô giùm anh Hùng. Anh Hùng đổ vô giùm em. Đổ vô. Where's the Vietnamese food? Oh, I love rice. Sweet rice, mm-hmm. Emerald, steamed emerald. Oh, that looks good. Yeah, thank you. Well, you guys know how to do it right in Vietnam. Oh, I think they got it out there. Look at that. Happy Labor Day. You live there? Yeah. Okay. Yeah. Well, come on down and try some Jamaican food. Okay, thank you. Yeah. I come later. Đi tướng như giống gì tư vô qua đi kiểu gì tư luôn à. Mình đi đây là hành trình Lekkani. Mình đi vòng vòng vậy cho cả nhà mình xem. Mình đi vòng vòng trong trong cái khóc nha. Bữa nay hơi bị mưa cho nên đường xá hơi bị chân chợt. Câu đi ngang bằng bên ngoài đó không thấy không? Câu này nó câu là câu dạng giống như câu về ăn nữa. Anh phải đi trước đi quay ngược là mọi người chứ. Ừ. Đi qua sau lưng không là thấy lưng không à. Sáng sớm chụp tình lắm mà có mấy chiếc tàu tụi nó lái tàu ra chơi mà không. Cầm gì? Anh nãy cháu lên cầm máy chụp hình. Điện thoại hả? Không ai cầm hết hả? Có điện thoại. Tự chụp đi. Đứng kiểu đi chụp nè. Wow. Đàn. Ủa ở đây mát mẻ quá ta. Mát thì không đúng sao. Có ghế ngồi nữa nè. Đi mỏi chân nè. Đứng kiểu không? Đứng kiểu đi. Đứng kiểu. Đứng kiểu. Đứng kiểu.
Được, chị Quyền đưa điện thoại cho chị Thu chụp. Rồi chị Thu quay qua không? Đưa rồi xem qua. Ờ, xem qua. Đó, chụp vô. Giờ ta đi chứ. Chụp về thấy hai cặp luôn. Ờ, dạ. Cũng được luôn. Nó phải xếp qua vậy nè, nó thấy hai cặp luôn. Hả? Thấy có một cặp rưỡi à. Xếp vô hả? Trường lên. Chị Thu Vinh Hùng vô đây nè, đó, lá xếp ra đó. Yeah, wow, đẹp quá. Cái kỳ á. Ba cặp. Một, hai, ba. Kể nữa. Đó, thấy chưa? Tối có một cặp bạn đứng bên sau rồi. Hai cặp nó cũng đứng cái nghe mặt lên nữa. Đi bộ qua bển. Đi nữa hả? Đi nữa. Đi qua bển mà đất. À. Cái bãi này bãi xuống tàu nè. Đó, mấy cái đi vòng tàu vòng đi. Kéo tàu xuống. Này, ờ, wow. Đi cái đói ăn nữa. Ờ, này phải đi ra, đi vô, đói. Wow, cái lá cây nè. À, mình quay cho cả nhà mình xem nha, nó cũng bao la luôn. Rộng bao la luôn. Wow. Wow, nước đẹp quá. Ồ, nó nguy hiểm tại vì nó không có cái dòng ngắn lại đó. Đó thấy không, thấy từ cái đầu ra xong. Ừ, ghê quá. Cái đó mình tự mình muốn tắm á. Muốn tắm đó. Quan trọng là mình phải có phao để nó không có gì nhảy lên phao. Nhiều cái chỗ nó thấy dễ chứ nhiều chỗ nó bị sâu. Quan trọng phải có người lớn biết bơi lỡ có gì. Cái bãi ở đây á, tắm nó đúng phải là bãi cát bên kia kìa mới là bãi tắm. Còn cái này là tự xuống. Tự muốn, tự mình ừ, chứ mấy cái thường thường mấy chỗ mà tắm là có cái bãi cát vậy nè. Ừ. Đi từ ở trên xuống qua bãi cát mới tới xuống. Thì nó lại xuống từ. Cái này xuống là đúng rồi. Mình ra đây ngắm cái ở bên Chô Trà, ở Lớn Tà. Sao Kim thấy sao? Ôi đẹp quá ha. Trong mà. Ở mình cũng gần đây nè. À, lái xe qua chừng 7 phút. Chắc nghĩ có đó. Đó. Ờ, mai mốt mua 2 chiếc thôi. Rồi là mình kiếm cái phát đó, cái phát đó đẩy xuống mấy đó. Anh nói, anh mới nói. Anh nói chắc kìa mấy cái hai đó, 2 chiếc đó. Đó, thì đó thì mình đẩy xuống đó rồi bắt đầu mình chạy. Nhưng mà mình hồi chiều giờ mình cũng quay video cũng nhiều rồi, bữa nay giờ cũng đã tối rồi. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của gia đình nhà mình. Bữa nay cũng đã tối rồi, xin kết thúc cái video. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Xin chúc cả nhà một ngày bình an nha. Bye bye. Chị phải có một cái khay chị bỏ bò con. Không, chị sớt mì vô cái dĩa không? Cái khay này sạch hơn. Để em bỏ xôi vô cho chị cái dĩa. Thì sớt qua, bỏ qua bên tém nó qua chị. Bỏ vô giấy thôi, cái gì nó không có nước mà. Lấy với bạc á.